nào? Ừ. Cái dư nợ hiện giờ nó là bao nhiêu? Vay là 300 triệu. À. Thì mới được trả được 6 tháng. À. Và dư nợ còn khoảng 300 triệu. Vâng, em mới trả được có 6 tháng thì mới được 42 triệu em thấy. À. Được hưởng theo cái lãi suất mà có ưu đãi. Nhưng đối với khoản vay cũ thì nó vẫn bị thiệt không được nhiều lắm. Có những lựa chọn là nếu mà bây giờ em có thể là em sau đó em có một cái nhu cầu vay mới, ví dụ như là vay để sửa nhà hoặc là vay để mua nhà mới, em sẽ áp dụng cái khoản vay mới đó, thì cái khoản vay mới đấy nó sẽ áp dụng theo cái lãi suất mới. Trong cái vay, trong cái gói vay lãi suất mà ưu đãi này của sửa nhà đấy thì thực chất là cũng nhắm đến sản phẩm là nhà khoản về ô tô. Em giao em làm khách này, anh ơi, mời khách hàng. Ở đây là khách hàng.
thì cái dư nợ gốc nó sẽ giảm dần, tương ứng với tiền lãi của mình nó cũng sẽ giảm theo. Tiền lãi phát sinh trong kỳ của mình là 162 triệu. Tiền gốc của mình nó giảm dần thì tiền lãi của mình nó cũng sẽ giảm theo. Rồi tiền gốc nó sẽ cố định. Mà tính ra thì một tháng những cái kỳ cuối cùng mình tiền lãi nó còn có 39.000 thôi. Em ví dụ trong trường hợp cái tài sản này là tài sản trước hôn nhân, tài sản này là tài sản sau hôn nhân, thì đúng không? Thì cái tài sản này là mình sẽ phải thế chấp cái tài sản này, phải có xác nhận thân, tức là phải đi qua bên này. Dạ đúng rồi. Bây giờ là chị đây là đang kết hôn rồi nhưng mà vẫn có xác nhận độc thân trước sau hôn nhân. Nhưng mà cái tài sản này mình không có vay nên thành ra là mình vẫn có thể vay bình thường, hai vợ chồng vẫn là đăng ký kết hôn, vẫn có ức kế thế chấp. Chị phải có xác nhận độc thân, tại vì một mình chị ký và bằng thế chấp tài sản này, trừ khi bây giờ chị cho chồng chị đứng tên lên chung cái tài sản này thì mới không sao hết. Thì chồng chị đứng tên nhưng mà cái tài sản chị thế chấp để mà không sao. Cho nên thành này là tài sản trước hôn nhân, nó phải xác